giải đấu Junior Quickly Series 2021, giải cầu lông trẻ em hàng tuần của chúng ta có những cái điểm rất khác biệt sau đây. Các vận động viên sẽ không phải thi đấu loại trực tiếp, mà sau khi thua trận, các vận động viên vẫn còn cơ hội tiếp tục thi đấu tiếp vào vòng trong để tích lũy kinh nghiệm. Ở đây là một cái điểm rất khác so với các giải đấu khác. Giải đấu Junior Quickly Series 2021 cũng hướng đến sự kết nối gia đình và tăng cường kỹ năng cho các em, để mục tiêu đó là hướng đến trận chung kết, giải chung kết được diễn ra vào tháng 7 năm 2021. Và trên sân bây giờ chúng ta đã nhận thấy cặp vận động viên Hải Anh, Bảo Phúc đến từ TT Badminton và cặp vận động viên Anh Khoa, Nam Khải đến từ Gò Vấp. Cặp vận động viên Nam Khoa, Anh Khải đứng ở phía bên tay phải màn hình của quý vị, và cặp vận động viên Hải Anh, Bảo Phúc của đơn vị TT Badminton đứng bên tay trái. Và hy vọng rằng trận đấu này sẽ cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và thú vị. Pha giao cầu không thành công đến từ Hải Anh và Bảo Phúc. Một pha đánh trả cũng không thành công đến từ đơn vị Gò Vấp. Pha trả cầu tốt đến từ vận động viên Hải Anh. Và như quý vị và các bạn nhận thấy thì vận động viên Hải Anh của TT Badminton có một đôi chân rất chắc và khỏe, một làn da ngăm đen, rất là đàn ông. Mặc dù tuổi của các em còn rất trẻ, rất nhỏ ở giải U11, tuy nhiên với kinh nghiệm đã từng thi đấu ở giải toàn quốc thì cặp vận động viên Hải Anh, Bảo Phúc sẽ là một đối thủ rất đáng gờm dành cho các đối thủ đến từ Gò Vấp. Một pha không hiểu ý đến từ cặp vận động viên Hải Anh và Bảo Phúc. Và xin thông báo thêm cho quý vị và các bạn là có những vận động viên chúng tôi đã nhận thấy là thi đấu rất là dày, vừa mới thi đấu xong trận đôi là đã phải thi đấu ngay đến trận đơn, cho nên là thể lực của các em là một cái điều gì đó rất đáng lo ngại. Một pha giao cầu không thành công đến từ vận động viên Hải Anh. Lại một pha đập cầu không tốt đến từ TT Badminton. Cầu ra ngoài, một pha canh cầu tốt của TT. Một pha đập cầu không tốt của cầu vận động viên Gò Vấp. Một pha cầu rất nhanh đến từ Hải Anh. Bảo Phúc đang phát cầu.
Tốt. Không được rồi. Rất tiếc cho Bảo Phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như trên màn hình mà quý vị và các bạn thấy các vận động viên đánh cầu có thể hụt, có thể là một pha sơ suất nào đó, nhưng trên thực tế nếu như mà chúng ta cầm cái vợt và chúng ta bước vào sân thì chúng ta sẽ thấy rất là khó khăn, bởi vì các trái cầu bay với vận tốc rất là nhanh và buộc các vận động viên phải phản ứng rất là mau lẹ. Thêm vào đó là áp lực đến từ bên ngoài, chúng ta có thể nghe thấy được rằng các tiếng la hét từ bên ngoài của các cổ động viên. Đó sẽ là một trong những điều ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các vận động viên nhí của chúng ta. Cản cầu tốt, không được rồi. Một điểm dành cho TT Badminton. Một pha tấn công nhanh nhưng ra ngoài của Gò Vấp. Và đổi sân, các huấn luyện viên cũng đã trao đổi với các vận động viên của mình, tăng cường nước và dưỡng sức để có được một kết quả tốt. Thì ngoài việc nỗ lực của các vận động viên thì sự dạy dỗ của các huấn luyện viên đóng vai trò rất là lớn, vì đây là lứa tuổi các em học hỏi và tích lũy kinh nghiệm rất rất là nhiều. Những điều mới mẻ sẽ được các em tiếp thu, và đến một giai đoạn các em sẽ vận dụng tốt vào trong trận đấu của mình. Và chúng ta thấy là một sự chăm sóc rất nhiệt tình đến từ TT Badminton. Chúng tôi nhận thấy đó giống như là một trận đấu boxing. Các vận động viên được chăm sóc rất là tử tế, rất là chu đáo. Và bây giờ trận đấu tiếp tục diễn ra. Một pha tấn công nhanh rất tốt đến từ Gò Vấp, Anh Khoa và Nam Khải. Ra ngoài rồi. Một pha phản đòn không tốt đến từ TT Badminton. Lại một pha đập cầu không tốt đến từ Bảo Phúc. Phản công không tốt đến từ Gò Vấp. Hải Anh vừa phát cầu. Sự di chuyển rất mau lẹ đến từ TT Badminton. Và kết quả một điểm dành cho TT Badminton. Phản công nhanh tốt, một điểm dành cho Gò Vấp. Phản công rất nhanh, rất chớp nhoáng đến từ Hải Anh, và một điểm đã quay trở lại với TT Badminton. Không được rồi, một pha tấn công chớp nhoáng nhưng không tốt đến từ Bảo Phúc. Ra ngoài. Một pha đập cầu chưa được chỉnh chu cho lắm đến từ An Khoa và Nam Khải. Những pha đập cầu liên tục đến từ đơn vị Gò Vấp. Tuy nhiên, pha đập cầu cuối cùng lại không thành công. Ra ngoài. Không tốt. Bảo Phúc liên tục có những pha mắc lỗi. Và Gò Vấp đã có điểm.
Một phần chúng ta cũng phải thông cảm cho đội TT Badminton vì Hải Anh đã thi đấu những trận liên tục và thể lực cũng đã giảm sút, và hy vọng rằng là những trận đấu như thế này Hải Anh biết tiết kiệm sức lực nhưng vẫn mang lại kết quả tốt để có thể thi đấu những vòng sau. Không được rồi, Bảo Phúc lại để mất điểm. Tấn công nhanh và một điểm dành cho TT Badminton. Rất tốt, một pha bỏ nhỏ rất tốt đến từ Gò Vấp. Và một điểm dành cho cặp đôi Anh Khoa và Nam Khải. Không được rồi. Và TT Badminton đã bị mất điểm. Một pha cầu tốt cho TT Badminton. Vâng, các cầu thủ đang có những pha đập cầu ngang vào vị trí của đối phương. Rất liên tục, rất mạnh mẽ. Tốt, một điểm nữa dành cho Anh Khoa và Nam Khải. Cầu ở bên trong, thêm một điểm dành cho đội Gò Vấp. Bảo Phúc đang rất cố gắng. Vâng, và sự cố gắng đó đã được đền đáp. Một điểm dành cho TT Badminton. Không được rồi, một pha đập cầu không tốt đến từ đơn vị Gò Vấp. Ra ngoài. Một điểm dành cho đội Gò Vấp. Và như ban đầu chúng tôi nhận thấy thì đội của TT Badminton có vẻ nhỉnh hơn, nhưng vào cuối trận thì đội Gò Vấp đang dần lấy lại ưu thế. Và đây sẽ là những điểm giằng co rất quyết liệt đến từ cả hai đội. Hải Anh. Tốt, một pha cầu tốt dành cho Hải Anh. Một điểm dành cho TT Badminton. Không được rồi. Bảo Phúc liên tục mắc lỗi. Một pha đập cầu không tốt dành cho Gò Vấp. Và trận đấu đã kết thúc. Và trận đấu vừa rồi đã kết thúc với tỷ số rất sát sao 31-29, với phần thắng nghiêng về cặp đôi Hải Anh Bảo Phúc của đơn vị TT Badminton.